Xin chào mừng tất cả các bác và anh chị em đến với kênh YouTube của Tổng kho Nhật Bãi Văn Quân. Chuyên hàng Nhật Bãi cao cấp và hàng tuyển chọn sẽ gửi đến tất cả các bác các cái sản phẩm hàng Nhật theo lô mới về, và có các xe đạp Nhật Bãi và hàng lướt Nhật, hàng thanh lý trực tiếp tại siêu thị Nhật, và các cái món hàng Nhật Bãi rất là quen thuộc để gửi đến tất cả anh chị em. Xe Bridgestone của Nhật, thương hiệu nội địa của Nhật rất nổi tiếng. Đấy, xe tay đua, nguyên bộ đồ Shimano Sora này cũng là giá rất giá trị của chất lượng rồi. Có của nó là phanh phụ đây, tay lắc đây. Cái này thì các bác cần phải thay cho mình một dây cuốn, bởi vì trong quá trình vận chuyển dây cuốn nó rách. Đấy, và yên nó các bác y cũng là thay yên cho mình nhá. Vâng, chiếc này là chiếc Bridgestone hàng nội địa của Nhật. Màu cái này là màu đen xám các bác nhá, cực kỳ là đẹp, màu đen xám rất đẹp luôn. Màu đen xám, màu đen xanh sần, và sử dụng bộ full group của nó là Shimano Sora. Đấy, tất cả bộ group của nó đều là Shimano Sora. Nguyên mấy bộ group tay lắc này nó cũng bằng tiền rồi. Giá trị của mấy bộ này nó rơi vào khoảng gần chục triệu rồi. Đấy, khung sườn của nó là hợp kim nhôm cao cấp này. Đấy, và sử dụng 3 đĩa các anh nhá. Đây là 3 đĩa này. Đấy, những cái bản cổ thì người ta cái này là 2 đĩa này các anh này, Sora 2 đĩa các anh nhá. Đây là cái này là cái chắn xích này. Đấy. Và gạt đĩa này là Shimano Sora, và cùi đề cũng là Shimano Sora. Và tầng đĩa của clip của nó này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tầng clip các anh nhá của Shimano. Trước này thì thanh lý trực tiếp cho các bác đồng giá 8 triệu. Vâng, đồng giá 8 triệu. Đấy, rất ngon. Và một chiếc Jante của Đài Loan cũng vậy, là khung sườn hoàn toàn bằng nhôm, ghi đông pô tăng hoàn toàn bằng nhôm. Đấy, chiếc này thì các bác ạ, vâng, chiếc này là chiếc Đài Loan Jante xuất Nhật. Đấy, thanh lý trực tiếp tại Nhật nhá. Và bộ group của nó sẽ là Shimano Karazit. Đấy, Karazit này. Một bộ Shimano So Karazit cao cấp của xe đua, cũng full Karazit luôn. Quá giá trị và chất lượng luôn. Vâng, quá giá trị và chất lượng luôn. Những cái yên này thì các bác dùng, tất nhiên là cái yên nó bằng cao su thì mình không thể tránh được các bác nhá. Mình dùng cái bằng cao su giống như cái đôi giày mình đi nó cũng đã mòn rồi, không chỉ là những cái yên. Thì các bác có thể thay cho mình cái yên đi ạ. Vâng. Đĩa của nó là 2 đĩa này của Shimano này, gạt đĩa Shimano Karazit, cùi đề Shimano Karazit, clip 8 tầng. Vâng, xe full nhôm. Bộ phanh của nó cũng là Shimano Classic Nhật. Đây là toàn bộ Nhật có nhá, sử dụng Nhật. Vâng, chiếc xe này cũng đồng giá 8 triệu để các bác sử dụng. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em những chiếc xe cao cấp hàng tuyển chọn tại Nhật. Những xe chiếc xe này chạy ngon lắm các bác ơi. Chỉ cần các bác thay dây cuốn ghi đông là và yên xe là các bác chạy thôi. Chạy đua cực kỳ là cao cấp các nhá. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em những chiếc xe cao cấp từ Nhật về này. Và một lô xe tuyển chọn sẽ là lọc ra để quay cho các bác những chiếc xe cao cấp nhất. Đấy, đẹp nhất. Vâng, có các loại xe đạp cực kỳ là cao cấp, rất ngon, xịn và đi rất là khỏe khoắn các anh nhá. Đi rất là khỏe khoắn, các bác có thể là tham gia các cái đội xe đạp đua và xe đạp touring, các bác tham gia bất cứ hội chơi xe đạp nào. Và có rất là nhiều đồ xe đạp mà sẽ gửi đến tất cả các bác. Có xe Android nội địa Nhật, xe đua Nhật, Android nội địa Nhật đây các bác này. Đấy, một chiếc xe Android sử dụng cho mình bộ những bộ group Shimano của Nhật, Shimano Sora. Đây là các bác nhìn xem một bộ Shimano Sora, mà đây là bộ cũng là được mấy năm trước rồi, nhìn nó rất là hay. Đấy, Sora này, Shimano Sora của Nhật này. Đấy, xe đua, chiếc Android sản xuất trực tiếp tại Nhật. Và chiếc xe hàng đấu giá trực tiếp tại siêu thị Nhật. Đấy, xe Twitter sản xuất trực tiếp tại Made in Germany của Đức. Đây là xe Germany của Đức con nhá, được xuất Nhật và được thanh lý hàng trưng bày. Lô này thì nó rơi vào khoảng tầm từ cuối năm 2023
và bây giờ họ ra lô mới, giờ họ sẽ thanh lý lô cũ đi. Thì nó rất là ngon. Đấy, rất là ngon và rất là xịn, cao cấp. Một chiếc xe touring màu xanh ngọc. Đây là xe màu xanh ngọc các nhá. Xe tay ngang màu xanh ngọc, full carbon, khung sườn, càng và Meyer, đùm Meyer. Đấy, xe này thì phù hợp với chiều cao từ 1m6 chiếc này. 1m6 cho đến 1m75. Đấy, thì các sở hữu xe này thì ngon, rất đẹp luôn. Xe xanh ngọc. Và chiếc xe Bridgestone, Bridgestone của Nhật. Bridgestone của Nhật, thương hiệu nội địa của Nhật rất nổi tiếng. Đấy, xe tay đua. Đấy, xe Jante có, Jante có các bác nhá. Và xe Magic có. Đấy. Bác nào cần xe gì thì alo trực tiếp cho em. Và bây giờ sẽ đi vào từng xe để các bác lựa chọn cho mình chiếc xe yêu thích và đẹp, xịn để các bác tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Một môn mà toàn nhân loại cần thiết nhất và rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt là những chiếc môn này thì nó rất là tốt cho các bệnh. Bác nào mà hay bị bệnh về tim hay là nguy hiểm về tim hay là đường khớp các thứ là các bác sử dụng những chiếc xe đạp này rất tốt. Đấy. Rất tốt luôn và cực kỳ là tốt. Một môn trường thọ của toàn thế giới. Đấy, môn xe đạp các bác nhá. Và nước ngoài, bên Đức, bên Nhật, bên Mỹ người ta đi xe đạp rất nhiều. Đấy, bên Ý. Vâng, đây, một chiếc xe đầu tiên sẽ gửi đến các bác là chiếc xe touring. Các bác có thể ngắm trực tiếp cho mình. Một chiếc xe quá đẹp luôn. Cực kỳ là đẹp. Đấy, quá đẹp. Và chiếc xe này thì là khung sườn hoàn toàn bằng carbon cao cấp. Đi cực kỳ là đầm chắc. Bởi vì là bộ khung sườn carbon của nó rất là hoành tráng các bác nhá. Rất là hoành tráng này. Đấy, các bác nhìn cái bộ khung của nó rất là hoành tráng nhá. Đấy, đi cực kỳ là đầm chắc và rất vững chãi luôn. Màu này là một màu xanh ngọc kết hợp với màu màu này không phải là, đây là màu đen, đen dạ quang, nó có những cái đường chỉ dạ quang đây rất đẹp luôn. Đấy. Đây là em quay trong nhà cho nên là nó màu như thế này đã đẹp rồi, ra ngoài nắng nó còn đẹp nữa các bác nhá. Vâng, đẹp lắm các bác ơi. Chiếc xe này zin 100% và đường lướt Nhật là 99% các bác nhá. Đấy, về hệ thống phanh của nó là phanh đĩa và phanh thăng đĩa dầu các bác nhá, phanh thăng đĩa dầu này. Đằng trước đằng sau đều sử dụng bộ phanh thăng đĩa dầu. Đấy, khung sườn càng hoàn toàn bằng carbon. Vâng. Bằng carbon các bác nhá. Đấy. Cọc yên của nó, vâng, cọc yên và phần yên xe là yên da. Đấy. Phanh của nó là phanh iPro, phanh đĩa dầu. Bộ chuyển động của nó là bộ chuyển động của S-Ram là X của Mỹ các bác nhá. Đây là bộ chuyển động của Mỹ. Đấy. Tay nắm ra. Và đây đi âm sườn 100%, dây âm sườn 100% này các bác này. Dây đi âm sườn toàn bộ vào trong các cái khung carbon hàng cao cấp này. Đấy. Đi âm sườn 100%. Và đùm Meyer của nó là bằng carbon đổi màu. Đấy, carbon đổi màu bản của châu Âu, Mỹ. Vành của nó là vành 4 phân, hợp kim nhôm 4 phân, phủ tất cả bằng nano tĩnh điện hết. Tâm inox phủ nano tĩnh điện hết. Đấy, vành 700, bản 4 phân. Và đặc biệt là đây. Pedal này và trục của nó là một đùi đĩa trục rỗng và trục rỗng carbon. Đấy, siêu nhẹ luôn. Cối nổ rất to. Đấy các bác xem, một đĩa to và 11 tầng líp. Đấy, 11 tầng líp cối nổ to. Và đặc biệt là bên châu Âu người ta mới có bản một đĩa to như thế này với lại 11 tầng líp các bác nhá. Và bên Đức người ta sử dụng cái bộ chuyển động của S-Ram Mỹ là chủ yếu các bác nhá. Bên Đức người ta rất là thích những cái bộ S-Ram của Mỹ. Đấy, sử dụng đồ Mỹ rất nhiều. Đấy. Cối nổ to nhá. Vâng. Chiếc xe này bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác. Báo giá trực tiếp cho các bác với giá thanh lý thôi. Đây là giá thanh lý theo lô. Và chiếc này là chiếc khung sườn càng hoàn toàn là carbon. Đấy, siêu nhẹ luôn. Chiếc này chỉ nhẹ khoảng tầm 9kg thôi các bác nhá. Một ngón tay các bác nâng được hết. Chiếc này thanh lý cho các bác với giá là 25 triệu. Vâng ạ. 25 triệu giá thanh lý.
Và tiếp theo là một chiếc xe đua. Vâng, một chiếc xe đua cũng là hàng nội địa của Đức các bác nhá. Hàng nội địa của Đức xuất Nhật và thanh lý tại Nhật đây ạ. Và đây là những hàng trưng bày được thanh lý theo nguyên lô ở siêu thị Nhật. Đấy, sẽ gửi đến tất cả anh chị em. Đây là một chiếc xe đỏ đen. Vâng, xe đỏ đen chữ phản quang. Xe đua. Đấy, màu đỏ đen là màu cực kỳ là đẹp. Vâng, bên Đức, bên châu Âu người ta thích cái màu đẹp các bác nhá. Người ta không thích màu toàn bộ đen là người ta không thích rồi. Đấy, đây là màu đỏ đen chữ phản quang của nó, quá đẹp luôn. Phanh cũng là phanh thằng đĩa đây. Đấy, phanh thằng đĩa các bác nhá. Rất đẹp. Khung sườn hoàn toàn bằng carbon nano. Vâng, khung sườn được uốn lượn rất đẹp luôn. Các bác nhìn cái đường cong uốn lượn rất đẹp luôn. Dáng xe cực kỳ là chuẩn luôn. Carbon này, đấy. Càng cũng là carbon nhá. Vâng, càng là carbon. Đấy, các bác nhìn trực tiếp cho mình carbon fiber cao cấp. Và bộ gadoop của nó là hoàn toàn là bộ gadoop Shimano 105 7000. Đấy, một bộ gadoop rất là cao cấp. Cực kỳ là cao cấp. Và các bác ơi, những cái bộ gadoop mà Shimano 105 của Nhật này nó rất là lì. Vâng, lì đòn bởi vì nó rất là bền bỉ. Vâng, nghĩa là nó bền bỉ các bác nhá. Bền bỉ và sử dụng rất là lâu đời rồi. Cực kỳ là cao cấp. Vâng, made in Germany. Dây điềm sườn toàn bộ 100%. Dây điềm sườn toàn bộ 100% carbon. Đấy. Và hai đĩa trục rỗng 3450T. Đấy, xe đua cối nổ to các bác nhá. Và bộ gạt đĩa của nó là Shimano 105. Đấy, 105. Cui đề của xe cũng là Shimano 105 và 11 tầng líp đổi màu. Đấy, 11 tầng líp xe đua đổi màu. Bản vành 4 phân, lốp 700 x 25C hợp kim nhôm. Tam inox phủ nano tĩnh điện hết các bác nhá. Đây, made in Germany của Đức và carbon. Yên của nó là yên da siêu xịn siêu bền luôn. Dây điêm sườn 100%. Một chiếc xe tay đua. Đấy, dây cuốn ghi đông bằng da xịn của theo xe luôn. Xe nguyên zin 100%. Các bác nhá, xe nguyên zin 100% xe đua. Đấy, một chiếc xe đua. Đến từ hàng nội địa của Đức. Cực đẹp luôn. Chiếc này thì lại phù hợp với chiều cao từ 1m7 cho đến 1m85. Vâng, chiều cao từ 1m7 cho đến 1m85 các bác đi xe này. Và chiếc này thanh lý cho các bác với giá là 26 triệu. Vâng, 26 triệu cho chiếc xe đua như một chú ngựa hoang các bác nhá. Như một chú ngựa hoang. Đấy, tuyệt vời luôn, chiếc xe đua đẹp tuyệt vời luôn. Và một chiếc xe tiếp theo là chiếc Android. Đấy. Báo giá trực tiếp cho các bác các loại mẫu xe hàng Nhật về hôm nay. Chiếc Android này các bác nhìn luôn, xe màu của xe sẽ là màu xanh dương kết hợp với màu chỉ trắng, chữ trắng. Đấy, các bác ngắm luôn, xe này là xe đua. Xe đua sử dụng bộ phanh vành và bộ tay lắc của xe này hoàn toàn là Shimano Sora đây các bác này. Shimano Sora này. Đấy. Shimano Sora này. Đấy. Và bộ chuyển số đấy và Shimano Sora. Có phanh phụ cho các bác dùng. Phun nhôm ghi đông pô tăng hợp kim nhôm. Khung sườn hoàn toàn là hợp kim nhôm của Android Nhật. Vâng, đây là một chiếc xe hàng nội địa Nhật được thanh lý cho các bác. Càng cũng là càng Android Nhật. Và bộ group của xe là Shimano. Ba đĩa này các bác này. Đùi đĩa ba đĩa này. Ba đĩa và bộ này thì ba đĩa của nó lít của nó chắc chắn là sẽ khoảng tầm 8 lít rồi. Vâng. 1 2 3 4 5 6 7 8 lít. Đấy các bác nhá. Cui đề của nó là Shimano. Vâng, một chiếc xe Android sử dụng bộ chuyển động Shimano. Đấy, đùi đĩa Shimano. Một chiếc Android này thì quá hoàn hảo rồi các bác nhá. Hoàn hảo đến từng chi tiết bởi vì vành của nó đây. Vành của nó là Japan nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn này, chữ em quay ngược cho nên các bác nhìn chữ Japan chưa? Đấy, vành của nó là 700 x 25C, 700 x 23C của Japan. Vâng, một chiếc này là hoàn toàn cực kỳ là cao cấp. Một chiếc Android nội địa Nhật, yên da và Bridgestone. Bridgestone này các bác nhớ là Bridgestone này là hãng của nó là nội địa Nhật nhá. Vâng, một chiếc xe Android này thanh lý trực tiếp cho các bác giá là đồng giá 8 triệu. Đấy, 8 triệu cho một chiếc xe Android nội địa Nhật. Đấy, các bác lên mã đi. Màu xanh dương cực đẹp luôn. Màu xanh dương rất dễ chơi.
Đấy, toàn màu dễ chơi thôi. Và bây giờ vào phần các đồ dùng hàng rất là nhiều hàng. Đấy. Vâng, còn rất là nhiều hàng mới về đây các bác nhá. Vâng, các loại nồi, xoong nồi hết này. Đấy, anh chị em tha hồ lựa chọn này. Đấy, các loại ấm này. Đây, các loại ấm này thì các bác thích cái loại ấm nào thì alo trực tiếp cho em nhá. Rất rẻ. Vâng, 300k một ký thôi. Cân theo ký. Như cái này cân theo ký này. Đấy, cân theo ký các bác nhá. Đây. Đấy, cứ cân theo ký tính tiền. 300k một ký. Đấy, rất rẻ. Ví dụ như cái này nó có mấy lạng thôi. Cái này chỉ 100k này. Đấy, chưa đến 100k. Cái này nó chỉ khoảng tầm 2-3 lạng. Nồi dày hơn nhá. Vâng, nồi dày hơn thì nó sẽ nặng hơn. Nồi dày hơn thì nặng hơn. Đây, như con này nồi rất dày. Đấy, dày nồi rất dày. Có cả vung. Đấy, có cả vung. Đấy, các bác nhá. Vâng, rất nhiều. Đồng hồ có nhá. Và các loại đồng hồ có. Đấy, đồng hồ có. Đây, các loại máy móc này. Máy móc thì máy toàn là máy Hitachi. Đây, Hitachi này. Đấy, Hitachi. Hitachi này. Có cả kính, rất là nhiều kính các anh nhá. Các loại kính Nhật. Đấy. Các loại kính Nhật. Đấy. Cứ theo lô về. Đấy. Lô về. Và nó có những chiếc kính lô về rất ngon để phục vụ tất cả anh chị em. Đấy. Ấm này là tính theo cân hết các bác ạ. Vâng. Tính theo cân hết. 300k một cân. Dây điện đây nữa. Xe đạp này. Đấy, xe đạp rất nhiều. Vâng, bác nào lấy xe thì alo trực tiếp cho em. Mấy chiếc xe hôm nay quay là rất là ngon đấy các bác ơi. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em nhé. Giá cực kỳ là thanh lý. Giá thanh lý, xe cực kỳ là tuyển chọn. Vâng, đây là cái máy tập thể dục này. Cái này là máy đo mỡ cơ thể này các bác này. Vâng, cái này là máy đo mỡ cơ thể. Có 150k một cái các bác nhá. Vâng, niêm yết giá cho các bác này. Có 150k một cái các bác nhìn chưa. Máy đo mỡ cơ thể. Các bác nào cần thì alo trực tiếp cho em này. Đấy. Nồi, xoong, nồi, bát, đĩa có hết này. Đây nữa. Cái này là bắt wifi. Bắt wifi. Cầu lông. Vâng. Các loại cầu lông Yonex Japan. Máy hút ẩm và giày các loại. Giày các loại này. Giày dép các loại. Đấy. Các bác chọn lựa thoải mái. Và mỗi size này chỉ còn một cỡ thôi. Đấy. Đây, cái nồi chơi chiên điện của các bác đây. Nồi chiên điện made in Japan đây. Đấy. Nồi chiên bằng điện nhá. Cái này điện 110 các nhá. Đây, có cái bảng hướng dẫn ở đây các này. Đấy. Đây. Cái này là phải bằng tiếng Nhật nhá. Đây, Japan đây. Bạn hướng dẫn bằng tiếng Nhật đây. Đây, đầy đủ cho các bác các cái bước chi tiết nồi chiên. Đấy, đây ạ. Cái nồi chiên điện của made in Japan Nhật. Quá ngon luôn cho một chiếc nồi. Còn nguyên hộp nhá. Nhanh tay nhá các anh nhá.
Nồi chiên điện này. Và 600 nhá. Và 600. Đây. Đây là máy xay sinh tố này các bác này. Đây là một cái máy xay sinh tố của Toshiba. Đấy, của Toshiba này. Đây. Máy xay sinh tố này. Đấy, các bác lên mã đi, máy xay sinh tố của Toshiba. Bạn nào cần alo chưa? Toshiba. Vâng. Đây có các cấu tạo tại đây. Đây, các cấu tạo của nó đây nhá. Cái này các bác dịch từ tiếng Nhật ra tiếng Việt. Đấy. Dòng điện 100. Đồng hồ gỗ cổ của Nhật. Rất cao cấp và hiếm có vô cùng. Đây ạ, hoàn toàn Nhật đây ạ. Và đây các bác có thể là trực tiếp mở pin tại đây. Mở để xem bên trong nó có những thứ gì. Bởi vì đây là những một chiếc đồng hồ Seiko của Nhật, Japan Nhật sản xuất. Vâng đây ạ, hoàn toàn của nó là hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Và cái này là các bác có thể dịch ra trực tiếp ra từ tiếng Nhật sang tiếng Việt để xem cái chế độ dùng của nó như thế nào. Có cả chế độ âm nhạc, 4 chế độ âm thanh nhạc đây. Và sử dụng 4 cục pin của Nhật là pin gì của Nhật đây, Panasonic này, Panasonic và cục pin MyOut của Nhật đây. Vâng, Made in Japan của Nhật đây. Vâng, đang chạy trực tiếp cho các bác luôn đấy nhá. Và các bác điều chỉnh các chế độ đây, nó xoáy mở như thế này. Vâng, một chiếc đồng hồ này sẽ thanh lý cho các bác với giá là 3 triệu. 3 triệu cho một chiếc đồng hồ gỗ siêu cổ của Nhật nhá. Và siêu cao cấp, các bác để như này thì quá đẹp rồi. Đấy. Đây còn một cái treo tường của Citroen của Nhật đây các bác này. Đây Japan đây, Citroen Japan Nhật đây. Cái này đồng hồ gỗ các bác nhá. Vâng đây các bác này, đồng hồ của Nhật này đang chạy ầm ầm. Cái này thì các bác sử dụng cục pin đây. Đây pin nó đây. Đấy các bác lắp cục pin này vào này. Đấy. Cục pin tròn đấy, pin tròn. Treo tường. Chiếc đồng hồ này sẽ thanh lý cho các bác với giá là 650k một chiếc đồng hồ Citroen đẹp tuyệt vời của Nhật. Vâng, rất đẹp. Đây nó có cục vỉ pin đồng hồ tốc độ vừa đây xong. Đây ghen đắp mặt nạ này. Vâng, cặp đũa của Nhật này các bác này. Hai đây là một cặp một bộ này là 10 đôi đũa này. Một bộ này là 10 đôi đũa của Nhật này, thanh lý cho các bác hai bộ này với giá là 100 nhá. Vâng, 100 bộ 100.000 lỗ các bác ơi, 150. Vâng, 150 các bác nhá, 150 hai bộ này. Hai bộ đũa là 20 đôi. 100 lỗ là lỗ của em. Chân chống nhôm các bác ơi, đây là chân chống nhôm. Thì các bác có thể là bắt trực tiếp là hai càng, một càng càng ngang này và càng chéo này. Đấy. Chân chống nhôm rất tiện lợi luôn. Chân chống nhôm là 135 này các bác này. Vâng, có thể kéo dài tăng giảm được nhá, 135.000 một chiếc này. Đấy có chấm đỏ này. Và tiếp theo là một đôi pedal, còn một đôi pedal trục carbon. Màu của nó là màu xám. Đấy, trục carbon màu xám. CNC cao cấp và trục carbon. Bản này là bản hàng vừa to to các bác nhá, vừa to to các bác đi đạp xe là đỡ phải chống trượt. Đấy, đây nên có các khóa chống trượt đây. Các bác lắp xe phải tuyệt vời luôn. Một đôi này thanh lý cho các bác với giá là 550k một đôi. Đấy, bác nào cần thì alo trực tiếp cho em ạ. Và bình nước titan. Vâng, đây là một loại bình nước titanium. Cái này thì các bác nào mà giữ gìn sức khỏe được, các bác dùng những cái bình nước titan này thì nó cực kỳ là tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là những cái bình titan này nó có độ bền hàng trăm năm các bác nhá. Độ bền hàng trăm năm cơ các bác ơi. Các bác dùng một cái bình nước titan này là quả thật là rất đẹp luôn. Các bác cho vào những cái gọng nước rồi ạ. Đây ví dụ như em cho về gọng nước Bonchenger này chẳng hạn này.
gọng nước bon chân gơ này, gọng nước nhựa này đều ngon hết các bạn. Đây gọng nước nhựa này, và đây quá ngon. Em đang sử dụng một bình này, bình này là một bình titan này, ngon các bạn. Đây gọng nước bon chân gơ đây. Đấy, vừa luôn đấy các bạn nhé. Đấy các bạn thấy ngon chưa, tuyệt vời chứ không phải là ngon, vừa xinh luôn đấy ạ. Gọng nước đây là gọng nước carbon bon chân gơ. Bác nào là lấy gọng nước carbon bon chân gơ thì alo trực tiếp cho em. Một chiếc gọng nước bon chân gơ màu full carbon này, chữ của nó là chữ trắng này, chỉ của nó là chỉ đồng đấy. Và thanh lý cho các bác là 360k một chiếc này, và nó có cả chiếc bon chân gơ full carbon màu của nó là màu đẹp chưa các bác ơi. Vâng, màu đỏ trắng này, vâng đẹp lắm. Màu này thì em thích màu này bởi vì nó đẹp đẹp, các bác lắp vào xe đẹp lắm. Những cái màu nó xe đạp nó phải có màu tí nó mới đẳng cấp các bác. Đấy, đẹp chưa. Đấy, uống nước vô tư. Các bác xem những cái vận động viên họ đua xe họ phải có dùng cái bình nước như thế này thì nó mới đủ công suất các bác nhá. Bởi vì những cái bình nước nó bé quá thì không uống được. Và gọng nước bon chân gơ này là báo giá cho các bác là 360. Gọng nước nhựa này là 35k này, gọng nước nhựa màu đen xanh đen đỏ này thì siêu bền rồi. Siêu bền rồi. 35k. Đấy, lại gấp gọn vào. Mà kính 3,25 độ thì nó lại kiểu này. Đấy, hoàn toàn là kính săn tân của Nhật đây các bác ơi, Nhật nhá. Cái này sản xuất từ Nhật cho nên nó rất là chuẩn xịn luôn. Xịn 100% luôn các bác nhá, các bác dùng kính Nhật là các bác sướng rồi. Đây ví dụ những cái thiết kế 1,5 độ này lại khác nhau này. Đấy. Đây nhá, đây nhá, hoàn toàn là Nhật đấy các bác ơi. Đây. Chữ này là chữ Nhật thôi các bác nhá, chữ Nhật. Từ siêu thị Nhật thanh lý các bác nhá. Vâng đây. Các bác dịch từ tiếng Nhật ra thì cái dòng chữ bên trong là sản xuất trực tiếp từ Nhật Bản các bác nhá. Thì kính độ này bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác giá là 450k thôi các bác nhá. 450k thôi. Đấy. 450k một chiếc. Từ 1 độ này 1,25 này 1,5, 1,75 này 2 độ này 2,25, 2,25 chắc hết rồi. Có 2,5 thôi. 3,33 độ này. 3,5 và 4 độ các nhá. Đồng giá 450k hết. Và tiếp theo đây có một chiếc đồng hồ của nó là đồng hồ Rado. Đồng hồ của nó là bọc vàng này các bác này, đồng hồ Rado bọc vàng. Chiếc này là chiếc đồng hồ kiểu quả trứng này. Cái đồng hồ này là đồng hồ hiếm các bác nhá. Các bác cứ ra quán mà sẽ hỏi cái mang cái đồng hồ này ra là quán nhiều khi giật mình bởi vì là người ta rất là muốn tìm được những cái đồng hồ như thế này, người ta hỏi có bán không các bác nhá. Đấy, người ta hỏi có bán không. Thì các bác bán thì các bác đeo cho nó sướng. Bởi vì đây đồng hồ Nhật. Cái này là một đồng hồ Rado máy Nhật các bác nhá. Máy của nó là máy Nhật. Đấy. Máy Nhật Japan. Đây. Cái này là Made Swiss đây. Made Swiss đây sản xuất thì Made Swiss là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ nhưng mà nó sẽ đây là xuất Nhật cho nên là có ngày tháng của Nhật. Vàng Made Swiss Thụy Sĩ. Cái này là xuất Nhật ra đô để mà đáng giá đồng tiền bát gạo lắm các bác ơi. Ui giời ơi, cái đồng hồ này nó rơi khoảng tầm mấy chục triệu đấy các bác ạ. Vâng. Thanh lý trực tiếp cho các bác một cái chiếc đồng hồ này với giá là 4.500.000. 4.500.000 một chiếc đồng hồ Rado chạy cơ các bác nhá. Các bác chạy cơ nhá. Cái này thì các bác phải lau dầu vào. Ra quán bảo người ta nhờ người ta lau dầu rồi nhá các bác nhá. Thì nó sẽ chạy bởi vì nó hiện tại là nó bị khô dầu rồi. Từ Nhật về đây nó khô dầu rồi. Đấy, lúc thì nó chạy, lúc thì nó không bởi vì nó khô dầu rồi. Đấy, các loại máy xay, đây, máy xay còn nguyên hộp đây. Vâng, National chiếc máy xay còn đây của National còn nguyên hộp. Còn nguyên hộp này. Anh em lên mã đi. National còn nguyên hộp. Đấy. Rất rẻ. Đây, cái máy xay đây. Những cái cối máy xay to uỳnh đây. Đấy, rất chắc chắn, cối dòng điện của nó 100 nhá. Đẹp chưa? Đấy, nguyên hộp nhá. Đây. Đấy. Rất ngon. Cái này là vừa về chưa bốc tem. Đây nữa. Rất nhiều.
Đấy, giày dép rất nhiều luôn các anh nhá. Đấy, khách khứa đang chọn rất nhiều. Vâng, đây một chiếc máy xay sinh tố còn nguyên hộp đây các bác này. Đây là hãng của nó là Matsuden. Đây ạ. Đấy, nguyên hộp của Nhật đây, cái máy xay nó như thế này nhá. Những cái loại máy xay này nó vô cùng nó khỏe và rất là bền bỉ. Đấy, bền bỉ nguyên hộp. Vâng, các bác tìm được những chiếc nguyên hộp như thế này rất khó này. Đấy, rất khó nhá. Nó còn nguyên hộp, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa sử dụng như thế này. Đây. Nó rất là nhỏ gọn và cái cối của nó rất là đầm chắc các bác nhá. Vâng, nó còn có cả hướng dẫn sử dụng trong này. Đây các bác có thể là tha hồ mà dùng ngon lành. Đấy, đây. Đây hướng dẫn sử dụng đây. Đây là cái hướng dẫn của sử dụng, nó còn nguyên là siêu thị Nhật nó thanh lý cho các bác nhá. Đấy, nhanh tay nè, có một cái thôi. Đấy, một cái thôi này. Các bác ơi, hàng chính hãng của Made in Japan Nhật đây. Hàng cao thủ bền đây. Rất là cao thủ bền, bền siêu bền nhá. Và cái này thanh lý cho các bác 650k cả ship các anh nhá. Đây là giá 600, đây máy sinh tố 600k và chưa có ship. Và đây là giá tại bán tại kho của bên em đấy ạ. Còn các bác lấy rất nhiều kìa. Đang chọn rất nhiều. Giờ trời